Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã trở lại với chương trình Từ một góc nhìn của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chương trình Từ một góc nhìn nhìn về kinh tế thế giới, nước Mỹ nói chung và cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng, và nhất là những chuyện đầu cơ tích trữ, tăng giá mặt hàng bất hợp pháp. Quý vị và các bạn thân mến, tình hình ở Mỹ đang dao động lên từng ngày vì sự lây nhiễm không chỉ thu gọn vào những người đã đi du lịch đến những nơi có lây lan nhiều như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Pháp, Tây Ban Nha trong thời gian vừa qua, mà sự lây lan đến từ những người chưa hề bước chân ra khỏi nước Mỹ cũng bùng phát mạnh. Điều này khiến mọi người lo sợ và đôi khi nhìn nhau bằng cặp mắt thiếu thiện cảm, nghi ngờ như Vân Anh cũng đã trình bày trong clip kỳ trước. Các chợ bán gạo, tiệm thuốc tây, tiệm bán hàng hóa thì hand sanitizer, tức là nước khử trùng cho tay, khẩu trang, nước uống và giấy đi cầu. Bệnh này đâu phải là bệnh dịch tả mà sao mọi người lại trữ giấy toilet, phải không quý vị? Mua nhiều đến độ mà nhiều siêu thị phải giới hạn số lượng mỗi người được phép mua bao nhiêu cuộn giấy đi cầu. Vân Anh có thấy video post lên mạng xã hội cảnh hai phụ nữ đánh nhau trong siêu thị vì giành nhau gói giấy đi cầu cuối cùng. Chuyện khó tin nhưng có thật. Tại các siêu thị bán thực phẩm Việt Á Đông, nhất là những nơi đông dân cư người Việt, gạo thương hiệu ba cô gái đã hết sạch từ bao tuần qua. Ở San Jose, giá thực phẩm lên cao khủng khiếp. Một bao gạo bình thường là $40, bây giờ là $70 mà cũng hết sạch luôn quý vị. Khách hàng tố cáo là siêu thị đã tăng giá cao hơn mức hợp lý, thì siêu thị sợ bị phạt tiền và phạt tù nên vội vàng đăng thông báo xin lỗi và hứa sẽ hoàn lại số tiền sai biệt nếu đưa receipt. Tiện đây, Vân Anh cũng xin nhắc mọi người, không phải chỉ có siêu thị Việt Nam mới có tệ nạn này, và không chỉ xảy ra ở California. Ở Tennessee, một người đàn ông tên là Matt Covin bán hàng trên Amazon đã tích trữ khoảng 17.700 lọ thuốc rửa tay, hand sanitizer và giấy lau chống vi trùng. Đã bị công tố viên của tiểu bang điều tra nên anh ta hoảng sợ mang 2/3 số hàng tích trữ tặng cho nhà thờ để biếu cho mọi người trong tiểu bang. Số 1/3 còn lại đã bị Bộ Tư pháp tiểu bang tịch thu và phân phối lại cho tiểu bang Kentucky vì Matt và người em là Noah đã đi lùng sục mua sạch hàng ở tiểu bang này. Hai anh em này đã bán ít nhất là 300 lọ với giá rất cao trên Amazon vì là hàng hiếm, trước khi Amazon đóng cửa account của họ vì tội đã bán giá cao hơn mức hợp pháp. Tiếng Anh gọi là price gouging. eBay cũng đóng account của hai anh em này vì hành động bất hợp pháp. Warehouse nơi họ thuê để làm kho dự trữ cũng bị đóng cửa và chủ đuổi ra khỏi nơi đó. Hai anh em này sống bằng nghề bán hàng trên Amazon và eBay từ nhiều năm qua và từ nay coi như thất nghiệp vì họ bị cộng đồng mạng chửi bới thậm tệ và có thể sẽ bị phạt tiền theo luật của tiểu bang Tennessee. Những chuyện xảy ra vừa qua đã khiến cho các tiểu bang đều ra thông cáo nếu ai biết những tiệm hay là người nào có đầu cơ tích trữ và để hàng khan hiếm và tăng giá bất hợp pháp phải thông báo cho Consumer Protection Agency, đó là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, biết ngay lập tức. Mỗi nơi đều có quy luật phạt tiền, phạt tù tùy theo mỗi tiểu bang. Nói đến phần sinh hoạt kinh tế của cộng đồng người Việt, Vân Anh chạy lòng nghĩ đến những hàng quán, tiệm ăn, dịch vụ của người Việt và không biết dịch COVID-19 này sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Bao nhiêu người sẽ mất việc vì tiệm ăn vắng vẻ? Ra ăn tiệm thì nhiều người sợ lây nhiễm. Các tiệm nails, tiệm cắt tóc, thẩm mỹ thì lại càng vắng vẻ vì hình như mọi người lo lắng vấn đề cầm tay, nắm chân, sờ lên mặt. Có người còn đồn rằng vì nhiều thợ nail thời gian nghỉ Tết hay về Việt Nam chơi cả tháng, không biết khi về Mỹ có quá cảnh ở đâu, ở Tàu, ở Hàn Quốc hay ở Nhật, vân vân, là những nước đã bị dịch corona lây lan. Các dịch vụ du lịch, bán vé máy bay, tour đều phải hủy hết. Có công ty du lịch đang đi tour cũng phải đổi vé gấp để dẫn đoàn người trở về nước khi hạn cấm máy bay ở 26 nước trong danh sách cấm bay vào Mỹ có hiệu lực từ thứ Sáu 13 tháng 3 vừa qua. Vân Anh cũng không biết những người sống bằng nghề thức ăn bán lẻ bỏ cho các chợ thì sao. Rồi đây họ sẽ sống thế nào nếu đó là nguồn thu nhập chính của họ.
Dịch COVID-19 không chỉ lây lan bệnh mà còn lây lan đến guồng máy kinh tế toàn cầu và lan xuống hạ tầng xã hội của chúng ta. Nếu các công ty không sinh hoạt, thì lấy đâu lợi tức để trả tiền nhân viên? Nhân viên không có tiền lương, lấy đâu trả tiền nhà? Không đi ra đường, không ăn tiệm, tiêu pha thì bớt tốn kém, nhưng tiền nhà, tiền nước, tiền điện vẫn phải trả đầy đủ và vẫn phải mua thức ăn, nước uống và cả giấy đi cầu. Một điều Vân Anh xin nêu ra ở đây là có nhiều hãng xưởng cần đến vật liệu, nguyên liệu để sản xuất, nhưng hàng của họ bị đọng ở Trung Quốc nên họ không thể hoạt động và phải tạm đóng cửa. Thêm một điểm đáng lo ngại nữa là đa số những thuốc trụ sinh, tức là antibiotic của Mỹ hiện tại được chế tạo rất nhiều tại Trung Quốc. Trong tình huống hiện nay, Trung Quốc có thể cắt nguồn cung cấp trụ sinh, hay tệ hơn nữa, nếu hai nước có liên hệ không tốt, Trung Quốc có thể làm ô uế thuốc mà họ xuất cảng sang cho Hoa Kỳ thì sao? Dĩ nhiên, đây chỉ là một câu hỏi để chúng ta suy nghĩ. Trong một chương trình khác, chúng ta sẽ có một cái nhìn về vấn đề giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở một góc nhìn tiêu cực và tích cực. Bỏ lên bàn cân để xem lợi hại như thế nào. Tin mới nhất cho những ai đang lo là chưa khai thuế hay chưa đóng tiền thuế cho năm 2019, Bộ trưởng Thuế vụ Steven Mnuchin tuyên bố chính phủ sẽ gia hạn thêm 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 4 cho những ai chưa kịp khai thuế và thiếu tiền thuế. Có nghĩa là thuế cá nhân và tiểu thương sẽ được gia hạn 90 ngày và tổng số tiền thuế thiếu nợ chính phủ có thể lên đến 1 triệu Mỹ Kim và cũng sẽ là không bị phạt cũng như không đóng tiền lời. Riêng các công ty lớn, corporation, số tiền thuế được gia hạn đến 10 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, nếu không phải thiếu tiền thuế, mọi người cũng nên khai thuế online để được lấy lại số tiền đã đóng thặng dư, tiếng Anh gọi là tax refund. Từ một góc nhìn của chúng ta ngày hôm nay đang ở góc độ hơi tiêu cực và quả thực, tình hình kinh tế nước Mỹ và cộng đồng Việt đi xuống quá nhiều và không biết trong thời gian tới có phục hồi nhanh chóng không, còn tùy thuộc vào đại dịch này bớt lây lan và tìm ra thuốc ngừa. Chỉ có các chương trình TV, videos trên Netflix, YouTube, Facebook, Disney Plus, các hãng điện thoại chắc là kinh tế đi lên vì mọi người ngồi nhà sẽ xem TV và dùng phone rất nhiều. À, có bạn nhắc là các chương trình nấu ăn, trong đó có chương trình nấu ăn với đầu bếp Mặc Lâm của Clara Studios và của VNTV sẽ có nhiều người xem vì không đi ăn tiệm thì phải ở nhà học nấu thôi, phải không các bạn? Hẹn gặp quý vị và các bạn trong chương trình kỳ tới.